Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay em có về một bộ bàn ăn nha. Nó một bộ bàn ăn 6 ghế với đèn Pháp, đồ gốm 5 bộ và đồ gỗ để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đây là đặc biệt chiếc Mobilet cho cô chú anh chị mình ha. Đó. Cái là thập niên khoảng cỡ 70, cỡ 50 cho đến 60. Nói chung là xe này thì em bao chạy luôn nha cô chú chị mình ha. Guarantee thì rất là khá là ngon nha cô chú chị mình ha. Còn đồ gin của nó thì khoảng cỡ 85%. Đó, đồ gin khoảng cỡ 85% nha cô chú chị mình ha. Mobilet thập niên của nó luôn á là khoảng tầm từ giá là 50 đến 60. Đó là thế kỷ 50 đến 60 đó. Còn nước sơn thì em có sơn lại nha. Nói chung là gin của nó cũng có nhưng mà nước sơn lại cũng vẫn có luôn. Nói chung là những cái đầu đèn này nè thì là đồ gin nè, còn những cái này á, mấy cái dè này nè hoặc là sườn đồ là em sơn lại. Nói chung là người em mua làm sao là bán như vậy, nhưng mà em biết tới đâu thì em sẽ nói cho cô chú chị mình biết tới đó nha. Nói chung là khoảng cỡ 85% là đồ gin nè, cô chú chị mình xem giùm em ha. Còn máy móc thì em bao chạy bao test cho cô chú chị mình luôn, khỏi sợ khỏi lo đó. Mobilet đây. Chiếc này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó là 29 triệu nhưng mà em bao là chỉ có là 1.000 cây số thôi nha. 29 triệu bao 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. 29 triệu chiếc Mobilet mã số 1B. Mã số 2B. Đó chính là một bộ tách trà nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tách trà này là gốm sứ ngọc trai rất là đẹp luôn. Đó, chỉnh đồ này là đồ Pháp xưa nha cô chú chị mình ha. Đây cô chú chị mình xem giùm em. Đó, rất là đẹp, liền lạc, lành lặn luôn nha. Đường kính là 7 phân, chiều cao của nó luôn là 7 phân luôn. Đây, nó gồm có là 2, 4, 5 cái ly và một cái bình trà 1 lít. Đồ nguyên si lành lặn và một cái hũ đựng đường nha cô chú chị mình ha. Đây cô chú chị mình xem giùm em, một cái hũ đựng đường. Đó, còn đây là bình đây. Đó. Đồ này thì em bao cho cô chú chị mình luôn tầm khoảng chừng 20 năm trở lên. Bộ này em giao lưu là 1.600.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình luôn nha. Đặc biệt em bao xưa. Đó. Mấy cái dĩa vàng, cái tai quay nó rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đây tới cặp tô là gốm sứ nha cô chú chị mình ha. Cái này là gốm đất nung. Đó, cô chú chị mình xem giùm em hai cái tô. Đường kính 1 tấc 7, tô nhỏ, tô lớn là đường kính 2 tấc. Đây. Cặp tô này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng có giá là 700.000 bao ship toàn quốc mã số 3. Đó. Mã số 4 đây là một bộ thố nha. Đây. Cô chú chị mình xem giùm em ha, hàng này là hàng tàu xưa, thập niên 90 của chú chị mình xem giùm em mọc dưới đây. Đó, tàu xưa thập niên 90. Cái thố nha. Đó. Thố qua mẫu đơn, đường kính thố là 2 tấc 4. Chiều cao là 8 thân. Đây là một bộ nha. Đó, đưa bộ đó lên luôn, đưa hết lên luôn. Đó. Đấy, một bông của nó nha. Đó, dĩa này thì gồm có chén này thì có 5 cái nha cô chú chị mình ha. Đây, cô chú chị mình xem giùm em. Đó. Chén này thì có 5 cái. Đường kính là 1 tấc 3. Đó. Còn cái thố dài của này của nó luôn là 2 tấc 7 nha. Chiều dài, bề ngang là 1 tấc 9. Cái dĩa này là đường kính là 2 tấc 8 nha. Đó, còn cái khay nhỏ này là đường kính 1 tấc 8. Đây, một bộ này của nó rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Bộ này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 1.800.000. 1.800.000 bao ship toàn quốc nguyên một bộ nha. Đây, số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Đó, tới một cái tô, đó, hình bông mai dưới đế nha, rất là đẹp luôn. Còn trong đây thì nó láng lứt nha, còn phía ngoài thì nó sần sùi tại vì lý do nó làm kiểu miễn nha cô chú chị mình ha. Đồ pha lê, không có một miếng bọt ba vớ luôn. Đường kính là 2 tấc 4, chiều ngang. Đó, cao là 1 tấc nha cô chú chị mình ha. Mã số 5, tô này thì có giá là 600.000 bao ship toàn quốc tô pha lê. Đây, tới một cái tô pha lê. Đó, có vẽ màu nha, rất là đẹp, pha lê màu hai da. Đường kính là 2 tấc rưỡi, mã số 6. Đây, bông rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, cái này cũng là 600.000 luôn, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 7 là một cặp cá. Đó, đây.
gốm Biên Hòa, hàng lên men rất là đẹp luôn nha, men rạn nha. 2 tấc 9 chiều dài, bề ngang là 1 tấc 8. Cặp này thì có giá 500 ngàn, đồ lành tích, bao nguyên si là lặng. Đây, tới cặp voi gạt tàn thuốc mã số 8, chiều cao là 1 tấc rưỡi, chiều dài của nó luôn là 1 tấc 6. Đó, lái thiêu lên men gạn rất là đẹp. Cặp này thì cũng có giá là 500 ngàn luôn, bao ship nha, toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Một chục cái dĩa con gà Nam Bộ xưa mã số 9, đường kính 2 tấc. Đó, đây, chục cái này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 500 ngàn, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình ha. Đây, những cái đèn Pháp xưa, đó, đèn là Gin, đó, ống khói Việt Nam, đó, có sao là em bán như vậy nha. Mã số 10B, cây này thì nói chung là một cái lớp gốm sứ này nó hơi tóc gió nhẹ nhưng mà vẫn đổ dầu vô mình xài bình thường nha. Đó, tim thì đầy đủ, ống khói đầy đủ, cao là 55. Đó, bầu này hơn nửa lít dầu. Đó, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, chân là Timon. Đó, 1.800.000, bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 11. Đó, cây này cao là 48, được 1 lít dầu, gốm sứ Pháp nha. Hoa văn họa tiết vẽ tay, chuẩn xưa. Đó, mã số 11, 1.900.000, bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, mã số 12B, một cây Pháp xưa, chân Nga Timon, chưa chùi rửa, khúc đá cẩm thạch xanh. Đó, bầu là hoa văn vẽ tay. Chiều cao tính từ ống khói, miệng ống khói xuống tới chân luôn là 7 tấc 2, đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.900.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, đây, mã số 13, chiều cao cũng là 7 tấc 2 luôn. Đó, đường kính bầu là 1 tấc 7. Đó, cây này là 4.200.000, bao ship toàn quốc. Chân Nga Timon, khúc đèn đỏ rất là đẹp nha. Đây, tới những cây đèn đồng nha cô chú chị mình ha. Đèn đồng chuẩn đồ Pháp xưa nha, vẫn xài tốt bình thường, bầu này được 1 lít dầu. Đó, ống khói này là Việt Nam xưa nha. Đó, em mua bán có sao nói vậy nha cô chú chị mình ha. Mã số 14B, em giao lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc nha. Mã số 15B, cũng là đèn đồng Pháp xưa, ống khói là Việt Nam xưa. Đây, cao là 48, bầu này hơn nửa lít. Đó, chất liệu là bằng đồng, bao chuẩn đồ Pháp xưa nha. Mã số 15, 1.900.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 16B. Đó, đây cũng là đèn Pháp xưa nha, chiều cao là 5 tấc. Đó, bầu này là hơn 1 lít dầu nha quý chú chị mình ha, mình đổ dầu vô đây. Đó, đây, cây này á là bầu này hơn 1 lít dầu nha. Đây cũng là 1.900.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Đó, mã số 17. Đó, bầu này cũng là 1 lít dầu luôn nha. Đó, ống khói là Việt Nam xưa nha. Đó, có sao là em nói như vậy. Cũng 1.900.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Đây, mã số 18. Đó, cây này thì ống khói logo Gin nha quý chị mình ha. Đó, đây, chiều cao nha. Chiều cao là 5 tấc, bầu này là hơn nửa lít dầu. Đó, mã số 18B. Đó, cây này là 2 triệu mốt, bao ship toàn quốc nha. Đó, đây, cây này là mã số 19B. Đó, chiều cao nha. Cao là 4 tấc 7. Đây, bầu này là hơn nửa lít dầu. Mã số là 19B. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.900.000 luôn, em bao ship toàn quốc nha. Đó, đây, mã số 20B, một cái bằng ủi con gà nhôm cán nhôm. Đó, chất liệu bằng ủi là bằng đồng, trọng lượng nặng là 2 kg. Đây, bằng ủi này rất là đẹp cho chúng chị mình ha, liền lạc lành lặn luôn. Bằng ủi này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 1.200.000 bao ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha. Đây, tới những cái đồng hồ quai bò, mã số 21B.
Đó. Đây, cây này là chạy đùm Balancé 5 gông 5 búa. Đây, rất là đẹp luôn nha. Mái lớn, quýnh rất là hay. 5 gông 5 búa chạy đùm Balancé. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn để em đo chiều cao cái nghe, em xin lỗi. Cao là 2 tấc 4, dài là 4 tấc, chiều sâu vô là 1 tấc rưỡi. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, cây này là có giá là 3,3 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đây, mã số 22B, cây này là 2 nồi. Đó. Đây, cây này cũng là quýnh gông luôn nha, 3 rong 3 búa. Đây, con máy cũng là máy lớn luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn, chiều cao. Đó, cây này chiều cao là 2 tấc 2, bề ngang của nó luôn là 3 tấc 1. Sâu vô là 1 tấc 4. Hàng này của Đức nha cô chú nhà mình ha, mã số 22. Đó, thùng này thì khỏi sợ, khỏi lo mối mọt gì ăn nha. Đó. Đây, cây này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mà luôn có giá là 2,2 triệu, bao ship toàn quốc nha. 23. Đó, cũng là quai bò luôn. Đây, rất là đẹp. Hàng thì còn nguyên zin. Đó, 3 rong, 3 búa, 2 nồi. Đó. Quýnh gông rất là hay cho cô chú anh chị mình ha. Cao là 2 tấc 1, dài là 3 tấc 8, chiều sâu vô là 1 tấc 3, mã số 23. Đó, cũng là 2,3 triệu, em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Mã số 24. Đó, à mã số 0 chứ quên, em xin lỗi. Cặp đôm này là mã số 0 nha, còn có một cặp mới sưu tập. Mới sưu tầm về nha cô chú anh chị mình ha. Cao là 80. Mặt đôn là 3 tấc, đố dày là 4 phân. Đây. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Đây cũng cho mình xem giùm em ha, rất là đẹp luôn. Đó, mặt gỗ nguyên zin. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, không có làm láng ở dưới luôn nha. Đó. Đây là gỗ đỏ nha cô chú chị mình ha. Cặp này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Một cặp này có giá là 4 triệu, một cây là 2 triệu bao ship toàn quốc nha. Cặp là 4 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước. Đây, một cây đôn. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, mặt đá rất là đẹp luôn nha. Đó, xung quanh cả ngóc rất là đều. Cao của nó luôn là 5 tấc 3. Mặt đôn này á, là 3 tấc 2. Đó, chu vi bầu lớn này của nó luôn là 130. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Cô chú chị mình xem đế giùm em, đó phía trong. Đây, gỗ cây gõ đỏ cho cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó. Đây, tuổi đời tầm khoảng 20 năm, 30 năm trở lên. Chỉ có một cây đôn này duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Có giá là 2,5 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây em có một bộ bàn nha. Một cái ghế nghi thờ, đó, cộng với cái chân dưới luôn nha. Đó là một bộ của nó đây. Nhưng mà gời cũng được, mà để liền cũng vẫn được nha. Chiều cao bộ này là 1 mét nha. Đó, 1 mét nha cô chú chị mình ha. Đó, bề ngang. Bề ngang của nó luôn á, là 1 mét, 1 mét 2. Đó. Chiều sâu vô lớn nhất của nó luôn là 6 tấc. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, cẳng ba mặt rất là đẹp. Cô chú anh chị mình có thể lấy cái mặt bàn này làm mặt gời cũng vẫn được luôn nha. Còn cái chân đó thì mình có sử dụng tới chuyện khác luôn cũng vẫn được luôn. Đó, nhưng mà cái này là một bộ này là rất là đẹp luôn. Ốc là vàng chanh đỏ lửa cho cô chú anh chị mình luôn nha. Ốc là khỏi chê chỗ nào, mặt là mặt đá. Tuổi đời em bao trên 20 năm. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Cái đố dày này của nó luôn là một tấc nha cô chú anh chị mình ha. Đây, bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 23 triệu 500 ngàn. 23 triệu 500 ngàn bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cái số. Đó, 23 triệu 500 ngàn bao phí ship 1.000 cái số nha. 25B. Đó, 26B một cái đồng hồ. Đó, 12 gông 12 búa. Đây. Đó, cây này còn một cây duy nhất cho cô chú anh chị mình ha. Cao là 2 mét. Cao là 2 mét, bề ngang nhỏ nhất là 5 tấc, lớn nhất là 5 tấc rưỡi. Đó, 12 gông, 12 búa. Đó, chạy tạ nha cô chú chị mình ha. Đó, cây này là em 9 giờ dắt đầy đủ đàng hoàng hết chân rồi, vẫn xài tốt bình thường nha. Chứ chưa canh giờ lại thôi.
Đó, giờ này là buổi sáng nhưng mà tại vì em để như gì đó để mình canh giờ cho nó dễ nha. Đây, cái đồng hồ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 20.500.000, mã số 26B, 20.500.000, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Còn một cây duy nhất nha, nó đang chạy tốt, 12 gông, 12 búa, máy là máy lớn nha. Đó, 20.500.000, bao phí ship toàn quốc. Còn gỗ này thì em bao chống mối mọt, không có con gì ăn được hết. Đó, đây, mã số 27, một cây đèn Pháp. Đó, đèn treo của Pháp nha. Đó, cao là 1m6. Đó, chiều cao là 1m6. Đường kính lam là 3,5 tấc. Chất liệu cây đèn này là nguyên con đều là bằng đồng hết. Thứ nhất, thứ hai cái nữa là bầu này cũng là bầu đồng luôn nha. Đó, ống khói là Việt Nam xưa nha. Đó, em mua bán có sao nói vậy, ống khói này là ống khói Việt Nam xưa nha của chúng mình ha. Đó, của chúng mình xem giùm em. Đây, trên miệng họng đèn này có chấm chì, không lấy họng này thì em thay cái họng khác cho cô chú chị mình vẫn được bình thường, bầu rất là đẹp. Đó, đèn 7 ngọn, thường thường là người ta treo đèn này giữa phòng khách nha, xung quanh nó có 7 cái nến để mình để đèn cầy nè. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha, chính giữa là một cây đèn dầu. Đây, cô chú chị mình xem lam hai da nha, lam này là lam hai da chuẩn Pháp nha cô chú chị mình ha, chứ không phải là lam máy nha, lam hai da chuẩn đồ Pháp xưa nha. Đó, cô chú chị mình lưu ý và xem giùm em. Đó, đây. Đó, em mua bán là có sao nói vậy, về cô chú chị mình cho test lam thử luôn. Cứ test lam thử cho cô chú chị giùm em nha. 27B em giao lưu với quý cô chú chị mình luôn, có giá là 15 triệu. Đó, bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình luôn nha. Còn một cây đèn duy nhất, mã số 28B. Một cái bàn này là hai người ginh không nổi nha. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, cô chú chị mình xem. Đó, dân cây gỗ gõ đỏ giùm em. Đó, một cái bàn 6 cái ghế gồm có 7 món. Đó, bộ này là 7 món nha. Bàn dài là 1m9, 1m89 chứ chưa còn một phân nữa mà được 1m9 nha. Đó, 1m89. Bề ngang là 8,3 tấc. Chiều cao á là 7,7 tấc. Chiều cao là 7,7 tấc, 6 cái ghế. Một cái bàn cẩn hai mặt rất là đẹp luôn. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Đây, cái đố cây này đó là 1,3 tấc nha. 1,4 tấc gọt lại 1,3 tấc. Đem cái ghế qua đây cái cây. Đó. Đó, để quay cho cô chú chị mình thấy ghế cho rõ ràng nha. Bàn này rất là lực lượng, rất là dày dặn nha, rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Đây, hữu duyên bóc thử cái ghế cho cô chú chị mình đo thử nha. Ghế có một cỡ một thôi. Bề ngang cái ghế này là 45. Đó, chiều cao vách lưng ghế của nó luôn là 1m05. Bề ngang chỗ ngồi là 5 tấc nha. Đó, hàng liền lạc lành lặn. Cô chú chị mình lưu ý giùm em, hàng này là hàng xưa nha. Đó, hàng cũ nha. Đó, tuổi đời tầm 20-30 năm, cô chú chị mình nhìn cái cây mình đã biết rồi nha. Tại vì phía ngoài này thì chúng em có quét mặt ni, còn bụi bặm nha, là do gia đình người ta vẫn còn xài. Đó, chưa vệ sinh luôn, còn phía trong là đóng dán nhện nè. Cây là cây cũ nha, cô chú chị mình xem giùm em, nó không có nhót cây nữa. Đó, cô chú chị mình á là lưu ý và xem lại giùm em nha, những cái cây. Đó, đây, hàng này thì tuổi đời là 20-30 năm trở lên, đó là em bao cho cô chú chị mình luôn, không có bị sợ nhót cây hoặc là nứt bể mẻ gì nữa hết. Đó, đồ là đồ xưa. Đó, nói chung là đồ cũ đồ xưa. Đây, cô chú chị mình lưu ý và xem giùm em ha. Mặt đá đây là nguyên si là lặn. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 72 triệu. Bao phí ship toàn quốc. Đó, cô chú chị mình ở gần hơn, chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho cô chú chị mình nha. Đó, cô chú chị mình lưu ý điều đó giùm em. Ở gần chúng em sẽ bớt tiền ship lại. Càng gần càng bớt tiền ship. Còn nếu mà bao toàn quốc thì chúng em sẽ mà là 72 triệu. Đó, còn nếu ở gần chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho chú chị mình ha. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất là nhiều. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.